Nhân xin ngài chào gặp lại quý vị khán thân giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách. Và chào mừng quý vị đến với chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ ba ngày 3 tháng 1. Và bản tin lớn nhất vào ngày hôm nay nếu mà quý vị mở tivi quý vị đọc báo hay là quý vị xem bất cứ kênh nào thì đều nghe về cái phần, phần bình luận hoặc là nghe tin tức về cái cuộc bầu cử chủ tịch Hạ viện lịch sử phải nói là rất là lịch sử diễn ra vào ngày hôm nay. Và sau 3 vòng bỏ phiếu, Cộng hòa vẫn đang hỗn loạn và tình trạng hiện nay là Quốc hội Hoa Kỳ không có chủ tịch Hạ viện. Và người cầm trịch hiện nay là ai? Tất cả những tin tức mà chung quanh cái cuộc bầu cử lịch sử ngày hôm nay, số phận của Kevin McCarthy như thế nào, Hương Giang sẽ lần lượt chia sẻ với quý vị. Nhưng mà quý vị biết, là từ hôm qua cho đến ngày hôm nay những cái bản tin nhỏ nó diễn ra có những diễn biến diễn ra rất là nhiều nếu như quý vị nào mà là fan hâm mộ vẫn thường xuyên xuyên xem những cái trận football tức là bóng bóng bầu dục vào tối ngày thứ hai thì có lẽ là vào đầu giờ tối ngày thứ hai ngày hôm qua tất cả mọi người đều sốc và thực ra vào ngày hôm qua trước khi mà Hương Giang lên bản tin ngày hôm qua Hương Giang cũng đã có xem cái phần trích đoạn những gì diễn ra trên sân cỏ, cỏ của đội Buffalo Bills. Đó là cầu thủ Dama Hamlin, 24 tuổi, đang chơi và đã bị đột quỵ ngay trên sân bóng. Và cái phận, cái cú đột quỵ đó quý vị biết là nó đang diễn ra rất là nhanh và cầu thủ này đã chát cô bị té xuống bị té xuống sông đứng dậy nhưng mà chỉ ngay một vài giây sau thì lại té xuống lại và bất tỉnh xe cứu thương vào 10 5 phút 10 phút 15 phút toàn bộ sân bóng lặng yên và nhiều cầu thủ đã ôm mặt và chúng ta đã nhìn thấy những giọt nước mắt tất cả mọi người đều lo lắng và sau đó thì Hamlin đã được đưa vào cấp cứu. Ngày hôm qua và cho đến tận lúc này vẫn nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cầu thủ này bị họ attack, bị một cơn suy tim Và quý vị biết là trận bóng ban đầu người ta dự tính là sẽ cho trận đấu tiếp tục. Nhưng sau đó ông huấn luyện viên của đội Buffalo Bill đã bảo rằng no way. Không thể nào cầu thủ của ông sẽ có cái tâm trạng để tiếp tục thi đấu. Những gì xảy ra trên sân cỏ vào tối ngày hôm qua làm người ta nhớ lại cái trận cầu vào ngày 24 tháng 10 năm 1971. Đó là cầu thủ duy nhất từ trước đến nay, cầu thủ football duy nhất từ trước đến nay, cầu thủ Chuck Hughes, lúc đó 28 tuổi, đã ngã xuống ngay trong một trận đấu trên sân cỏ và đã qua đời cầu thủ của đội Detroit Lions. Và tối ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì các fan hâm mộ của Detroit Lions vẫn còn rất là nhiều người rúng động trước những gì xảy ra đối với Dama Hamlin. Và có một người phụ nữ, đó là vợ của cầu thủ Chuck Hughes. Bà kể lại rằng vào tối ngày hôm qua bà không có ngủ được. Bởi vì bà hiểu được tâm trạng của mẹ cầu thủ Hamlin vào tối ngày hôm qua khi bà ở trên sân bà ở đang xem cái trận cầu của con trai mình và khi con trai mình ngã quỵ xuống bà đứng chết chân chết lặng và bà cũng đã theo chiếc xe cấp cứu xe cứu thương đưa con mình vào nhà thương và uh, Sharon Hughes tức là vợ của cầu thủ quá cố Chuck Hughes bà cũng cho biết người phụ nữ này bây giờ đã 77 tuổi bà cho biết là vào năm 1971 bà cũng y chang như vậy cũng đứng lặng câm nhìn chồng mình ngã xuống trên sân và sau đó cũng theo xe cứu thương về nhà thương cho đến giờ làng bóng football fan hâm mộ cầu thủ vẫn chưa thôi rúng động trong khi đó thì làng đua xe lại có một tin hết sức xấu đó là bay đua pro rally. Pro rally là cái loại xe đua mà xe đua ngay ở trên đường phố. Một cái tên tuổi rất là lớn trong pro rally racer, đó là Ken Block 55 tuổi cũng đã tử thương, cũng đã qua đời trong một cái vụ tai nạn xảy ra ở Utah. Tai nạn với xe trượt tuyết snowmobile. Và hôm chủ nhật vừa qua thì nam tài tử rất là nổi tiếng đó là Jeremy Renner. Quý vị nào mà là fan hâm mộ của những bộ phim Avenger của Marvel đó là quý vị có thể là không thể nào không biết đến nhân vật Clint Barton do tài tử Jeremy Renner thủ vai. Vào hôm chủ nhật thì ông đang về cái nhà nghỉ của mình ở Lake Tahoe nghỉ lễ và quý vị biết Rolex Tao trong những ngày vừa qua tuyết rơi rất là dài đặc <laughs> và ông đang thổi tuyết và ông gặp một người bị mắc kẹt trong tuyết ông đã dừng lại giúp và quý vị biết là cái máy thổi tuyết ông bị tai nạn từ đó và phải vào phòng chăm sóc đặc biệt có một ca mổ khẩn cấp nhưng mà may mắn là tài tử này qua được và quý vị biết là vào ngày hôm qua, vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng ngay tại vùng vịnh San Francisco của chúng tôi đã có một vụ tai nạn hết sức là kinh hoàng mà nó xuất hiện ngày hôm nay nó xuất hiện trên hầu hết tất cả những cái mặt báo của quốc gia. Đó là một chiếc Tesla chở theo một gia đình trong đó có vợ chồng và hai đứa con nhỏ. Một bé gái 7 tuổi và một cậu bé trai 4 tuổi. Người vợ ngồi ở ghế hành khách người chồng tay lái và chiếc xe Tesla này đi trên cái khung đường đẹp nhất một trong những cung đường đẹp nhất của nước Mỹ đó là xa lộ 1. Xa lộ 1 trải dài quý vị hàng chục dặm mà trải dài dọc theo bờ biển California từ miền Bắc lên à, xuống cho đến miền Nam. Và cái đoạn mà Devil Clips, Devil Clips là cái đoạn mà cảnh đẹp hết sức là nổi tiếng. Quý vị biết là cái khung đường này nó xuất hiện trong rất là nhiều những cái quảng cáo xe hơi. Rất là đẹp. Một địa điểm du lịch. Và gia đình này từ Pasadena, miền Nam California có lẽ là những ngày nghỉ lễ họ đã lái xe lên miền Bắc California chơi và lái xe dọc theo xa lộ 1 và đã dừng ở Devil Cliffs. Chuyện gì xảy ra? Nhân chứng cho biết là họ nhìn thấy chiếc xe Tesla này đang chạy theo hướng Nam, tức là chạy Bắc Cali, có lẽ là dọc theo sau lộ 1 trở về lại miền Nam. Và khi đến Devil's thì chiếc xe này bắt đầu rẽ vào con đường đất. Cái chỗ mà để đứng ngắm cảnh, nhưng mà chiếc xe lại không có dừng, mà chiếc xe lại lao xuống vực. Quý vị biết nó lao xuống vực và nhà chức trách tại cái cuộc họp báo vào tối ngày hôm qua. Thì nhà chức trách cho biết là chiếc xe đã lộn một vài vòng trước khi mà rơi xuống cái hẻm đá một cái vực sâu mà ngay sát mép nước của đại dương chiếc xe rơi trên bốn bánh quý vị biết là cái hình ảnh mà ngày hôm nay xuất hiện trên tất cả mặt mặt báo là cái hình ảnh kinh hoàng nhưng mà quý vị nhìn thấy xem được cái đoạn băng mà nhân viên cứu hộ đã giải cứu gia đình này như thế nào thì mới thấy là cái cuộc giải cứu đầy chuyên nghiệp, đầy kỹ năng. Và những người này họ được huấn luyện, họ được tập dược, họ được huấn luyện rất là kỹ càng. Quý vị biết là khi mà các lực lượng cứu hộ có khoảng từ 30 đến 50 nhân viên cứu hộ, khi mà cảnh sát tuần cảnh xa lộ của California gọi tắt là CHP nhận được tổng đài 911 thông thông tin từ động tổng đài 911. Họ đã có mặt tại hiện trường từ 30 đến 50 nhân viên cứu hộ từ rất là nhiều cơ quan cứu hộ của California đã có mặt tại hiện trường. Và họ đã yêu cầu trực thăng cứu hộ tại vì chiếc xe thì rớt xuống vực sâu. Nhưng mà khi mà nhân viên cứu hộ họ dòng dây để trèo xuống thì họ thấy là ở ghế hành lý trong chiếc xe có một người đang vẫy tay kêu cứu, họ hết sức là kinh ngạc, điều này cho thấy là có sự sống và có ít nhất một người trong chiếc xe này vẫn còn sống và khi mà chờ xác định được là trong xe có bốn người và chờ trực thăng tới cứu thì nhân viên cứu hộ họ đã đưa ra quyết định là không có chần chờ phải đưa được hai trẻ em lên trước và họ dùng dây thừng để đưa được hai trẻ em lên trước. Sau đó thì trực thăng, ba chiếc trực thăng, trong đó có trực thăng của Tùng Duyên Hoa Kỳ, trong đó có trực thăng của Car Fire. Ba chiếc trực thăng thả ba nhân viên cứu hộ xuống và họ đã đưa được hai người trưởng thành, hai nạn nhân trưởng thành ra khỏi chiếc xe đổ nát. Quý vị có biết là chiếc xe này nó co giấm lại đổ nát. Họ đưa ra được và bỏ lên băng ca và trực thăng đã kéo lên cuộc giải cứu thành công bốn người được đưa vào bệnh viện và tình trạng sức khỏe được xác định là trong tình trạng ổn định những cái chấn thương không có nguy hiểm tới tính mạng quý vị biết là nhà chức trách kinh ngạc bởi vì họ bảo là họ được gọi đến đây rất là nhiều lần ở cái khu vực này rất là nhiều lần và người ta không sống sót được nhưng mà đối với gia đình này đây là kỳ tích. Đây là một phép màu nhiệm. Nhưng mà chuyện nó không có dừng ở đây, quý vị biết không? Vào ngày hôm nay, vào sáng ngày hôm nay, thì CHP họ gửi ra một cái thông cáo báo chí cho biết là vào tối ngày hôm qua, họ đã có được trát bắt giữ hotel người đàn ông 41 tuổi là tài xế là ông chồng ở trên chiếc xe này bắt giữ tội gì bắt giữ tội cố sát và tội ngược đãi trẻ em hiện tại ông ta vẫn nằm trong bệnh viện Stanford nhưng mà sau khi xuất viện thì chắc chắn sẽ đưa sẽ bị đưa về nhà tù của quận hạt San Mateo lý do thông cáo báo chí cho biết là suốt cả đêm hôm qua và sáng ngày hôm nay họ nhà chức trách đã ráo riết điều tra Họ thẩm vấn nhân chứng, họ thu thập chứng cứ tại hiện trường và họ xác định được đây là hành động có chủ ý chứ không phải đây là một tai nạn vô tình. Cho đến giờ tình rất là nhiều tình tiết chúng ta chưa được biết nhà chức trách chưa tiết lộ, họ chỉ cho biết là họ chưa có xác định được là vào lúc chiếc xe rơi thì cái chế độ lái xe của chiếc Tesla này là chế độ gì? Tuy nhiên chế độ tự động lái xe nó không có góp phần gây ra cái tai nạn này. Có nghĩa quý vị biết là từ tối hôm qua cho đến giờ có nhiều người đặt câu hỏi là có thể là cái chế độ tự động lái xe của Tesla đã được sử dụng và chính vì vậy mà gây ra tai nạn thì nhà chức trách vào sáng ngày hôm nay trong thông cáo báo chí bỏ bác bỏ <laughs> bác bỏ cái yếu tố này và họ cho biết đây là hành động có chủ ý như vậy chúng ta không biết được là nguyên nhân và những tình tiết gì đã dẫn đến hành động có chủ ý của ông chồng này chúng ta chưa biết được nhưng mà quý vị biết là bản thân cái cuộc giải cứu bố người này là một kỳ tích họ sống được là một kỳ tích nhưng mà những cái chấn động về tinh thần đặc biệt đối với hai đứa trẻ khi mà bố mình bị bắt bố mình đối mặt với những cáo buộc hình sự như vậy thì chấn động tinh thần này hết sức là nghiêm trọng. Bản tin này, qua bản tin này Hương Giang nhắc nhở quý vị, quý vị nào ở California hay là quý vị nào có dịp đến California lái xe trên cái xa lộ 1 dọc theo bờ biển, đi qua những khu vực này quý vị hết sức là cẩn thận có những cái điểm dừng chân cảnh đẹp ngoạn mục vô cùng nhưng mà quý vị phải theo đúng cái sự chỉ dẫn theo đúng cái quy định mà nhà chức trách họ đã đặt những cái biển báo ở những khu vực đó và bây giờ chúng ta quay trở lại tình hình chính trị hoa kỳ tất cả những cái bản tin ngày hôm nay đều xoay quanh cái cuộc bầu cử lịch sử bầu cử ở đây là bầu vào cái ghế chủ tịch Hạ viện được xem là lần đầu tiên diễn ra trong một thế kỷ. Cũng vào năm 1923, Hạ viện cũng đã bỏ phiếu đến chín lần mới bầu ra được chủ tịch Hạ viện. Thì bây giờ 100 năm sau, lịch sử lại lặp lại. Lần này đối với Kevin McCarthy, những gì xảy ra vào ngày hôm nay thì cho thấy đây là một humiliation một sự sỉ nhục một bé mặt rất là mất mặt đối với lãnh đạo của cộng hòa tại hạ viện quý vị biết là bỏ phiếu bầu chủ tịch hạ viện nó mang tính biểu tượng vô cùng trước đó vài tuần hay là trước đó hàng tháng thì phiếu đã được thỏa thuận đã được đâu vào đấy nhưng mà cho đến tận tối hôm qua thì Kevin McCarthy cũng đã chưa có kiếm đủ số phiếu để có thể trở thành chủ tịch Hạ viện. Hương nhân chia sẻ với quý vị vào ngày hôm qua là Kevin McCarthy có đến vào tối ngày hôm qua thì đã có đến 15 cái lá phiếu chống ông ta. Nhưng mà đồng minh của Kevin McCarthy thì họ cho rằng là cái cuộc bỏ phiếu đầu tiên hết sức là quan trọng. Bởi vì lúc đó họ sẽ biết cụ thể những ai những lá phiếu nào chống và nếu họ chống thì họ bỏ cho ai và họ sẽ đi từ đó để thương lượng. Mà trước đó vào hôm chủ nhật thì Kevin McCarthy đã đưa ra một số nhượng bộ đối với cái nhóm bảo thủ cực hữu. Nhưng mà vẫn không có lại chuyển được họ. Những gì xảy ra vào ngày hôm nay. Quý vị biết là trước 2, 12 giờ trưa ngày hôm nay theo giờ bờ Đông của nước Mỹ thì Hạ viện Hoa Kỳ khóa 118 nhiệm kỳ đầu tiên đã chính thức họp. Và tại đây bà Nancy Pelosi lần cuối cùng cầm cây búa chủ tịch Hạ viện trong tay và đã bà tuyên bố rút khỏi lãnh đạo của Hạ viện. Đây cũng là một giây phút lịch sử. Và sau đó thì đã bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện bằng cách là gọi tên sướng danh, sướng danh theo alphabet. Kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên như thế nào? Quý vị biết là có 19 lá phiếu chống Kevin McCarthy, tức là vào tối ngày hôm nay, hôm qua cho đến trưa ngày hôm nay Kevin McCarthy đã không có thuyết phục được thêm lá phiếu nào ủng hộ mình mà lại có thêm lá phiếu chống ông ta. Kevin McCarthy chỉ có 203 phiếu thuận. Trong khi đó ứng cử viên của dân chủ đó là ông Jeffrey Hakem. Hakem Jeffrey kiếm được ông Hakem kiếm được nắm chắc trong tay 212 phiếu của dân chủ. Tức là ngay cả dân chủ thế thiểu số lãnh đạo của họ cũng có số phiếu nhiều hơn số phiếu của Kevin McCarthy. Và đây là một cú tác vào mặt Kevin McCarthy. Trong 19 lá phiếu chống Kevin McCarthy trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, quý vị biết là có 10 phiếu bỏ cho Andy Biss. Có 6 phiếu bỏ cho Jim Jordan. Andy Biss thì quý vị biết rồi. Đây là dân biểu bảo thủ cực hữu từ Arizona, người đã thách thức Kevin McCarthy trong cái vòng bầu vòng cộng hòa bầu ứng cử viên. Còn Jim Jordan là cái tên mới nổi, gây ra kinh ngạc trong cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm ngày hôm nay, bởi vì trước đó không ai ngờ rằng là sẽ có những cái lá phiếu dành cho Jim Jordan. Quý vị biết rồi, đây là dân biểu từ Ohio. Ông ta dính dáng sâu vào cái nỗ lực đảo ngược cái quả bầu cử của ông Donald Trump. Jim Jordan bản thân ông ta bỏ phiếu ủng hộ McCarty và ông ta trên sàn thượng viện vào ngày hôm nay kêu gọi đồng nghiệp của mình hãy bỏ phiếu cho McCarty. Một lá phiếu của Chip Roy dân biểu từ Texas bỏ phiếu cho ông Donald mà Dono Donald là từ Florida. Còn lại những phiếu còn vài phiếu còn lại thì bỏ cho người khác. Như vậy đến vòng thứ hai, Kevin McCarty vẫn không có đều đủ được số phiếu. Và đây là một cái gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt ông ta trong những ngày mùa đông. Đến vòng bỏ phiếu thứ ba. Chuyện gì xảy ra? Vòng bỏ phiếu thứ ba lại có thêm một kẻ đào tẩu trong hàng ngũ của Cộng hòa. Kevin McCarthy có 20 phiếu chống. Và toàn bộ 20 phiếu chống này dồn hết phiếu cho Jim Jordan. Jim Jordan được Matt Gray trước sàn trên sàn hạ viện kêu gọi đề cử Jim Jordan và kêu gọi các đồng nghiệp dùng phiếu cho Jim Jordan. Và bây giờ Jim Jordan có được 20 lá phiếu trong tay. Kevin McCarthy rớt xuống còn 202 phiếu. Như vậy cả ba lần bỏ phiếu Kevin McCarthy đều thua Hay câm của dân chủ. Mà quý vị biết là dân chủ từ lúc đề cử cho đến lúc bỏ phiếu. Đề cử lại lần thứ hai, đề cử vòng thứ ba. Họ đều nhấn mạnh cái sự đoàn kết. Họ bảo dân chủ đoàn kết đứng đằng sau lãnh đạo của mình. Hai bên nó cho thấy một cái sự khác biệt rất là nhiều. Dân chủ họ đoàn kết, bảo vệ, hậu thuẫn lãnh đạo của họ. Còn Cộng Hòa thì bị chia rẽ và cái số chia rẽ nó ngày càng ngày càng sâu vào tối ngày hôm của nay khi mà Hương Giang làm bản tin này thì cái sự chia rẽ trong đảng Cộng Hòa nó diễn ra còn sâu hơn nữa. Dừng lại một chút. Cũng trong sáng ngày hôm nay thì Thượng viện tại Thượng viện cũng có lễ nhậm chức cho những Thượng nghị sĩ lần đầu tiên, nhiệm kỳ đầu tiên. Trong đó có ông Fetterman, ứng cử viên dân chủ đã đánh bại ứng cử viên Cộng Hòa được Donald Trump khẩu thuẫn đó là Dr. Phil Dr. Oz, nhà xin lỗi Dr. Oz ở Pennsylvania và ngày hôm nay tại Thượng Viện có một diễn biến lịch sử đó là bà Kamala Harris Phó Tổng thống đã làm lễ tuyên thệ cho President Pro, uh, Pro Tem, đó là chủ phó chủ tịch Thượng Viện ai quý vị biết không đó là bà barry moray bà barry moray của dân chủ từ tiểu bang washington bà là một trong những phụ nữ nhà nữ lập pháp có mặt lâu năm tại thượng viện lần đầu tiên bà bước chân vào quốc hội hoa kỳ vào lúc đó hình như chỉ có một và bà là người phụ nữ nhà lập pháp nữ thứ hai có mặt trong quốc hội hoa kỳ và bà nổi tiếng là mang đôi giày tennis shoe ngày hôm nay khi mà nhậm chức pro tem đó là phó chủ tịch thượng viện bà cũng mang đôi giày tennis như vậy thì bây giờ vào tối ngày hôm nay quốc hội hoa kỳ vẫn chưa có chủ tịch hạ viện như vậy nếu như mà có something wrong chúng ta đặt giả thiết chúng ta không có muốn điều này xảy ra nhưng mà bao giờ cũng có backup plan nếu như có điều gì xảy ra đối với tổng thống Joe Biden thì Kamala Harris sẽ là người đầu tiên in the line thay thế tổng thống nhân vật thứ hai sẽ là chủ tịch hạ nhân vật thứ hai sẽ là chủ tịch hạ viện mà bây giờ chủ tịch hạ viện không có có thì là nhân vật thứ ba nhân vật thứ sau chủ tịch hạ viện nhân vật thứ ba là phó chủ tịch thượng viện mà bây giờ chủ tịch hạ viện không có có nghĩa là bà Murray từ vị trí thứ ba nhảy lên vị trí thứ hai nếu có gì xảy ra cho ông Joe Biden và Kamala Harris thì bà Murray sẽ thay thế quý vị biết là sau ba cái vòng bỏ phiếu chủ tịch hạ viện vào ngày hôm nay cho đến khoảng sau 5 giờ 30 phút thì Hạ viện tạm ngưng, nghỉ giả là cho đến trưa ngày mai, trưa ngày thứ tư sẽ quay trở lại. Như vậy, hạ viện không có chủ tịch, mà hiến pháp thì quy định là phải có chủ tịch hạ viện thì hạ viện mới hoạt động được. Như vậy, hiện tại, cái câu hỏi đặt ra, hạ viện ai đang làm chủ tọa, tạm thời làm chủ tọa hạ viện vào lúc này khi mà không có chủ tịch? Đây cũng là một yếu tố lịch sử. <laughs> Quý vị biết đó là ai? đó là thư ký của Hạ viện. Thư ký của Hạ viện hiện tại là bà Cheryl Johnson. Cheryl Johnson, bà bắt đầu giữ cái ghế thư ký Hạ viện vào năm 2019. Và như vậy, bà là người phụ nữ da màu da đen đầu tiên giữ cái vị trí là tạm thời chủ tọa Hạ viện. Trong toàn bộ những cái thủ tục mà bầu chủ tịch hạ viện vào ngày hôm nay thì do bà Charles Johnson cầm trịch làm chủ tọa. Bà sẽ làm chủ tọa cho đến bao giờ? Những cái cuộc bỏ phiếu tiếp theo không biết lần này có làm nên một lịch sử nữa là bỏ phiếu sang lần thứ 10 bởi vì năm, 19... à, năm 1923 thì hạ viện lúc đó đã bỏ phiếu 9 lần. Còn không biết bây giờ có phá vỡ cái kỷ lục trước đó, cái hồ sơ trước đó hay không. Chúng ta còn phải chờ xem. Nhưng mà Kevin McCarthy tuyên bố là ông sẽ bỏ phiếu sẽ bỏ phiếu cho tới cùng sẽ tổ chức bỏ phiếu cho tới cùng và ông ta tin là mình sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà vào lúc này đây, đồng minh của Kevin McCarthy đã bắt đầu có cái sự lay chuyển mình thân cận nhất của Kevin McCarthy là ai? Cựu tổng thống Donald Trump. Ông Donald Trump sau 3 vòng bỏ phiếu mà gà nhà mình vẫn thất bại thì bắt đầu có cái phần nao núng. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày hôm nay, Donald Trump cho biết là chúng ta sẽ chờ xem xem thử chuyện gì xảy ra. Chúng ta chờ xem xem thử mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Và Donald Trump đã lên mạng truth social của mình để chỉ trích ai quý vị biết không? Để đổ lỗi cho Mitch McConnell, lãnh tụ phe thiểu số tại Thượng viện và chỉ trích cả bà vợ ông ông ta đó là bà à, đó là bà trao Thường Donald Trump hay gọi bà Chao là cô cô Chao. Quý vị không biết là quý vị có quý vị nào mà người Việt Nam ở Mỹ đó mà đi chợ mà mua nước cốt dừa thì quý vị thấy là cái nhãn hiệu nước cốt dừa Coco Trao. Đó là cái biệt hiệu mà ông Donald Trump đã đặt cho bà vợ của ông Mitch McConnell. Nhưng mà Mitch McConnell vào ngày hôm nay cũng làm nên lịch sử. Lý do tại sao mà Hương Giang à, lý do tại sao mà Hương Giang nói như vậy? Bởi vì thưa quý vị, Mitch McConnell bây giờ trở thành lãnh đạo của một đảng phục vụ trong thượng viện lâu năm nhất. Ông lần đầu tiên ông đắc cử vào thượng viện là năm 1984 và ông bắt đầu lãnh đạo cộng hòa tại thượng viện năm 2007 cho đến nay và nếu như ông ta tiếp tục trong nhiệm kỳ này thì như vậy ông ta đã vượt quá những năm tháng mà lãnh đạo của dân chủ đó là Cựu Thượng nghị sĩ Montana, ông Mike Mansfield, đã giữ cái ghế lãnh đạo của dân chủ tại Thượng Viện từ năm 1961 cho đến năm 1977. Cho dù Thượng Viện Cộng Hòa thất bại trong cái kỳ bầu cử vừa qua, cho dù có những tiếng nói chỉ trích Mitch McConnell, nhưng mà ngày hôm nay, ông đã làm nên lịch sử. Bây giờ quý vị biết chúng ta quay trở lại cái sự hỗn loạn của Cộng hòa. Bây giờ nói đúng theo một tuyên bố của một nhà lập pháp Cộng hòa tại Hạ viện vào tối ngày hôm nay là bảo rằng bây giờ họ trở thành kẻ thù của nhau. Những đồng nghiệp Cộng hòa trước đây cùng sát cánh bên nhau bây giờ quay sang chỉ trích lẫn nhau. Quý vị còn nhớ Lawrence Bober, bà ta chống Kevin McCarthy và bà ta đã chỉ trích Marjorie Taylor Green đã ủng hộ Kevin McCarthy làm chủ tịch hạ viện. Ngày hôm nay khi mà Kevin McCarthy, quý vị biết khi ông ta bước vào sàn hạ viện một cách yên lặng cho đến khi mà ông ta bỏ cái lá phiếu của mình trong vòng bỏ phiếu đầu tiên thì khi đó ông ta mới nhận được tràng pháo tay từ những đồng nghiệp ủng hộ còn trước đó thì ông im lìm. Và trong bài phát biểu vào ngày hôm nay trên sàn Hạ Viện, ông cho rằng là ông ta là một ứng cử viên và vị trí này rất tốt. Blon Boba ở ngồi ở dưới đã đáp lại bằng gì quý vị biết không? Yes. Và bây giờ một màn đấu khẩu đang diễn ra. Những gì mà xảy ra trên sàn Hạ Viện vào ngày hôm nay làm các nhà lập pháp cộng hòa họ đang bất mãn bởi vì quý vị biết đây là một dịp mà họ đem bà con họ hàng bạn bè thân thích đến washington dc nhưng mà cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay không biết bao giờ mới dừng lại và tối ngày hôm nay sẽ có những cái cuộc họp riêng nữa liệu họ có được dành thời gian cho gia đình thân nhân bạn bè hay không và họ không biết là sẽ như thế nào trong hai mươi lá phiếu chống Kevin McCarthy thì hết 18 lá phiếu là những người bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020 những người theo thuyết âm mưu những người theo nỗ lực của ông Donald Trump hỗ trợ tổng thống tin vào cái tuyên bố gian lận bị đánh cắp à, bầu cử bị gian lận bị đánh cắp hết 18 người trong 18 người này thì có 14 dân biểu tái đắc cử và có bốn dân biểu thì đắc cử lần đầu tiên nhiệm kỳ đầu tiên chỉ có hai dân biểu là không có nằm trong số bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020 đó là dân biểu Chip Roy của Texas và dân biểu đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên đó là ông Charles Prehan từ tiểu bang Oklahoma bây giờ 20 lá phiếu dành cho Jim Jordan không biết là vào ngày mai cái số phiếu này nó có tăng hay là nó có giảm. Và nhiều người cho rằng Kevin McCarthy xong rồi. Không biết là cái đánh giá này có quá đáng hay không. Nhưng mà rõ ràng là so với năm 2021, khi mà Kevin McCarthy làm lãnh đạo của Cộng hòa, Cộng hòa đang ở thế là thiểu số thì ông ta đã nhận được sự hậu thuẫn ngay trong nội bộ đảng của mình cao hơn bây giờ và những người mà thân với Kevin McCarthy đã chỉ trích cái nhóm chống Kevin McCarthy họ là những người chỉ muốn nổi tiếng mà thôi hay nói theo đúng lời của Kevin McCarthy là họ chỉ quan tâm tích lợi ích riêng của họ tất cả bọn họ đều trở thành kẻ thù của nhau không biết cái tuyên bố này có quá đáng hay không nhưng mà có thể Jim Jordan sẽ trở thành chủ tịch Hạ viện. Jim Jordan trên sàn thượng viện Hạ viện ngày hôm nay kêu gọi đồng nghiệp của mình bỏ phiếu cho Kevin McCarthy. Ông bảo ông không có sẵn sàng làm chủ tịch Hạ viện. Ông bảo ông không có, ông sẽ không có giữ cái ghế này. Không biết là Hạ viện sẽ vắng bóng chủ tịch trong bao nhiêu ngày. Nhưng mà quý vị biết là tất cả những cái gì mà xảy ra trên sàn hạ viện vào ngày hôm nay đều được truyền thông để mắc tới rất là kỹ càng, xăm soi rất là kỹ. Chẳng hạn có tin đồn là dân chủ bây giờ sẽ sắp tới đang thương lượng sẽ đạt được một thỏa thuận với Kevin McCarthy để bỏ phiếu cho Kevin McCarthy trở thành chủ tịch hạ viện. Bởi vì đối phó với ông dẫu sao cũng dễ hơn là đối phó với một nhân vật nào đó chủ tịch hạ viện của cộng hòa ở trong cái nhóm cực hữu nhưng mà điều này nó gây ra một cái mối lo ngại lo ngại gì quý vị biết ngoài cái sự chia rẽ ngoài mất đoàn kết của cộng hòa cho thấy là cái nhóm cực hữu trong cộng hòa bây giờ càng ngày càng lớn và tiếng nói của họ càng ngày càng to và điều này nó sẽ gây ảnh hưởng cho chương trình nghị sự của Cộng hòa và nó sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến nền dân chủ. Ngày hôm nay, AOC, AOC là Alexandria Ocasio-Cortez. Đây là dân biểu dân chủ nằm trong cái nhóm squash, đây là dân biểu dân chủ cấp tiến. Ngày hôm nay, bà bị nhìn thấy là người nói chuyện với ai quý vị biết với hai kẻ thù của mình đó là Paul Gosar quý vị còn nhớ Paul Gosar vào năm ngoái đã đăng một cái đoạn băng chế trong đó chế diễu AOC hai bên đã có lời qua tiếng lại rồi bà AOC cũng ngồi nói chuyện với Matt Gaetz và những hình ảnh này được truyền thông chớp liền phân tích mổ xẻ suy đoán cuối cùng bà AOC cho biết bà ngồi nói chuyện với hai vị dân biểu này và Matt Gaetz đã đưa ra một cái câu hỏi có phải chăng là dân chủ đang thương lượng với Kevin McCarthy để ủng hộ ông ta hay không thì AOC đã trả lời là sẽ không có chuyện đó, dân chủ sẽ không có hỗ trợ giúp đỡ Kevin McCarthy trở thành chủ tịch hạ viện và bà cũng nói với Paul Gosar như vậy. Nhưng mà Nancy Pelosi cùng với lãnh đạo mới tức là lãnh phó lãnh tụ thiểu số tại hạ viện của dân chủ. Hai người này khi được hỏi là liệu có phải dân chủ đang có đang tìm cách thương lượng để ủng hộ kevin mccarthy hay không, cả hai vị này đều bảo rằng không hề có chuyện này. Đây chỉ là suy đoán của cộng hòa mà thôi. Dân chủ không có. Còn bà kevin à, bà nancy pelosi khi bước ra khỏi sàn hạ viện cùng với ông paul pelosi chồng mình thì đã nhận được câu hỏi là bà đánh giá như thế nào về Kevin McCarthy và khả năng lãnh đạo của ông ta bà chỉ trả lời võng vẹn trong mấy chữ những gì diễn ra đã tự nói lên tất cả rồi và quý vị biết còn một nhân vật cũng được chú ý rất là xí sao ngày hôm nay đó là ai George Santos ngày hôm qua dân chia sẻ với quý vị bây giờ George Santos dân biểu mới đắc cử của cộng hòa dân biểu đồng tính luyến ái đầu tiên của Cộng Hòa. Ông ta vào ngày hôm nay lặng lẽ vào sàn hạ viện, vào văn phòng của mình, văn phòng mới của mình, tránh gặp báo chí, tránh trả lời phỏng vấn. Nhưng mà hình ảnh chớp được ở trong ở trong hạ viện, thấy là dân biểu này, tân dân biểu rất là cô độc, ngồi một mình và đã có những cái moment gọi là hết sức là awkward. Nhìn thú vị, Um, có những cái cái giây phút mà cho thấy là dân biểu này không có cảm thấy thoải mái và cảm thấy rất là cô độc. George Santos ngoài cái cuộc điều tra của Biện lý quận còn có cuộc điều tra của văn phòng Biện lý Tổng Biện lý New York và Brazil, nhà chức trách Brazil cũng đang mở cuộc điều tra. Điều tra ông này đã ăn trộm cái cuốn checkbook. Của ông chủ bà mẹ mình Chủ cũ của bà mẹ mình Và lấy cái cuốn checkbook này Đã ký một cái check để mua quần áo Tại Brazil Vào năm 2008 Khi mà ông ta mới 19 tuổi Bây giờ không biết là số phận Của dân biểu này Sẽ như thế nào Nhưng mà Ít nhất là quý vị biết khi mà dân biểu này đứng dậy bỏ phiếu đã tuyên bố cái lá phiếu của mình thì đã có một đồng nghiệp dân chủ la lớn là Montesiro Dương Nhan không có nhớ là Montesiro Montesiro có nghĩa là nói láo kẻ nói láo kẻ dối trá nói bằng tiếng mẹ có rất là nhiều thông tin chung quanh cái cuộc bỏ phiếu lịch sử này và chúng ta chờ xem xem thử những gì sẽ diễn biến vào ngày mai quý vị biết là theo dõi nó rất là thú vị và bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay đó là bản tin liên quan đến nghi can đã sát hại bốn sinh viên ở trường đại học idaho ngày hôm nay thì tại buổi họp báo nhà chức trách ở pennsylvania cho biết là khi mà bắt giữ sinh viên PhD, sinh viên tiến sĩ của trường Đại học Washington State. Vào à, gần đây, vào ngày 29 tháng 12, nhà chức trách đã sử dụng vũ lực. Họ đã đập vỡ cửa kiến, họ đã đập vỡ cửa để xông vào ngôi nhà này. Không những một cửa sổ hay là một cửa chính, mà vài cái cửa sổ, tức là họ đã dùng vũ lực để xông vào ngôi nhà này và bắt giữ nghi can này. Và quý vị biết là có 5 nhân viên, 50 nhân viên thực thi công lực đã trong tức là được trang bị có vũ trang đã thực hiện cái cuộc bắt giữ này. Và vào ngày hôm nay trước tòa thì nghi can này đã từ bỏ cái quyền phản đối dẫn độ của mình. Lý do nhà chức trách bên công tố viên họ cho rằng có thể anh Tâm muốn thúc đẩy cái thủ tục để bị dẫn độ về Idaho. Thủ tục này có thể mất khoảng 3 ngày tức là trong vòng 72 tiếng đồng hồ sẽ bị dẫn độ về Idaho. Sở dĩ ông ta muốn thúc đẩy cái thủ tục nhanh chóng lý do là anh ta muốn biết được là khi về đến Idaho nhà chức trách sẽ công bố bản cáo trạng và ông Tâm muốn biết anh ta muốn biết là nhà chức trách đã nắm được những cái thông tin gì trong tay. Đây là phía bên công tố họ cho rằng là như vậy. Bây giờ chúng ta cũng phải chờ xem. Đây cũng là cái bản tin mà thu hút sự chú ý và Hương Giang sẽ tiếp tục cập nhật với quý vị. Và thưa quý vị, thời gian ngày hôm nay rành dành rất là nhiều cho cái cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện lịch sử. Và Hương Giang tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.